Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Estebon, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hại khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967 782 982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì mấy hôm nay hơi bị cảm xíu nha anh em, nhưng mà em đang cố gắng làm clip cho anh em cho vui anh em, mỗi ngày một clip giải trí anh em, nên cái giọng mình hơi bị khành khè anh em, anh em thông cảm nha. Đây mưa gió quá nè, nên nó bị bệnh rồi, cảm rồi. Thì ok anh em, hôm nay tiếp tục một clip gọi là gì ta, vẫn mở bắt anh em, mà hôm nay sẽ đổi điểm nè, đổi điểm coi có nhận được cái gì đó ngon ngon không đó, của AI không. Thì mình có đến gần 60.000 điểm tốt kem phổ thông anh em, mà mình quên đổi cái điểm mà trong cái store á. Thì hôm qua có anh em mình dọn dưới á, là anh sao anh không điểm đổi điểm cái điểm đó đi đó, ok anh em, thì hôm nay mình sẽ đổi điểm với anh em đó. Thì mình vô ha, cái phần trao đổi ha, nó có phần đối thủ hạt đấu nè đó, nó có phần mới reset cho mình nè, đây 3.500 điểm một lần đấy. Cái này là hôm qua mình quên em, có một số anh em nhắc mình quên đó, thì hôm nay vô đổi ha. Thì mình sẽ dùng 3 lần em, 3 lần đấy là 10.500 điểm tốt kem phổ thông này, nhiều điểm mà không sao đâu. Ráng kim còn ngon chơi em đó, anh kim MB test cho anh em chơi ha. Thì ok anh em, không nói nhiều anh em, bây giờ mở thôi để xem có được độ ôm nha. Vô anh em một phát luôn, ngon lành cành đào anh em đấy, cờ ý gờ ca là hấp lấy tiền anh em đấy. Vô anh em. Vô rồi, gì đây người anh, xe em cam không, rồi tập liêu rồi rất ít hả, bao nhiêu 97 anh em, trời ơi giờ nó đến 97 thôi. Rồi tiêu rồi đeo, tiêu rồi đeo, tiêu tiêu gì đây, gì đây, y hai con 97 đấy kìa, trời xong rồi, hết đen hết ngon rồi, đen thật anh em ơi. Quá đen anh em ơi, không bán được mà đã có 97 chết rồi. Trời hôm qua mấy anh em đang ngon lắm mà ta, trời thua rồi hết rồi anh em ơi. Mấy điểm này không đủ rồi, mấy điểm có 8 điểm mà không đủ rồi, trời ơi. Còn gói 10.000 anh em, 10.000 là 9600 thôi, gói này không ngon đâu, bán được nhưng mà chắc không ngon đâu. Ok anh em, tiếp tục. Ra phần mở cái gói 3k gen anh em, 3k gen vô. Tiếp tục mỗi ngày 3k gen chơi. Coi như là đây. Này trời khô máu anh em, vô nè, đó. Trời ơi, ba cái phát kia thì đen dữ ta, không được con nào trăm luôn em. Giờ để ngày mai mãi khác có được, vô anh em. Để coi 3k gen này như là đây. Đó. Người Nhật, rồi lên đường anh em ơi. Nhật đâu có nào ngon đâu. Trời ơi. Ây to anh em. Trời Ito hả? Ây to mới có cây dê ta. Ủa không để luôn em ơi. Oh man Ito. Con này cao mét nhiều ta? Cao mét 88 luôn. Cao thiệt, con này cao thiệt cũng khá cao á. Trời ơi, Ito ghê chứ. Ồ có gói này ngon ta, có thể bán được anh em ơi, 15k gen nè. Ngon ghê ta, 15k gen, còn 29k gen anh em. Nó làm phát này cho nó vui vui anh em. Hay làm phát 15k gen đi anh em. 15k gen này hỏi con như nào. Có một số này rất là thơm nha, chơi nè, 15k gen nha. Đợi con như nào ha, hút luôn nè, nay vui mà. Chơi luôn nè, 15k gen, vô. Để xem như nào, vô, đó. Đấy anh em ơi, coi gì có ngon chứ coi. Người ăn anh em ơi, cam đi. Xem rít bà rồi anh em, tiêu rồi ô em xong đâu trời ơi, 15 được có 15 em mà tiêu rồi 15k gen tiêu rồi anh em ơi. Thôi còn 14k để đó, từ từ mở tiếp anh em ơi, đen rồi. Ồ men ơi, tưởng chơi vui vui mà hết cục đen thật chứ anh em. Thì hôm qua mình đổi tên anh em mà chưa đổi được, hôm qua có một số anh em bình luận dưới á, tên này tên kia anh em, VNT đẹp trai, VNT gì đó, phong độ gì đó đó. Bây giờ mình vô mình đổi tên cho vui vui ha. Coi như nào qua đổi không được anh em, mà dính trùng nhiều quá. Thì có một số anh em gợi ý tên cũng được, là VMT đi. VMT. À kiểu đẹp trai hả, đẹp trai hả. VMT đẹp trai nhưng không giấu được nhờ. Ừ, nhập dưới đi. Đó, VMT. Đẹp. Một số này mình vẫn cứ vui vui, đang kể là trai chơi kể nó nít nó vui nè, đẹp trai đó, VNT đẹp trai anh em, được không em, được không, đâu chơi luôn em, kể nó làm vui vui nè, thử vô coi. À đẹp dài chứ nhỉ, đẹp dài mày nè, hơn em cái đẹp dài mày nè, đó VNT đẹp dài đúng rồi đó, từ này nên nhân đi vui vui nè, đó ok anh em, ok anh em, đẹp dài đúng không, xác nhận được không. Ê, đúng rồi chết rồi, xác nhận được chết luôn cái tên này mày.
muốn đổi phải 200 Estebon rồi nha. Giờ sao anh em? Giờ sao? Chơi không? VT đẹp dài không? Chơi không? Cho nó vui anh em. Ok anh em. Chơi luôn anh em, xác nhận luôn. Kệ nó vui thì chính nè. Đấy, VT đẹp dài đấy. Ok anh em, nói chung là làm tên đặt tên vui vui thôi. Nghe một số anh em gọi là dưới là làm cái đề xuất cái tên đó, ok là mày cho vui nè, không sao anh em, kệ đó. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ coi có cái gì chơi tiếp không. Bây giờ là vô phần trao đổi, phần trên vô tiếp. Hôm nay đổi điểm hơi thành công rồi anh em ơi, đổi điểm mà 3 phát rồi không được con nào ngon hết, thật xui thiệt chứ, quá đen. Để có cái phát này có nào không. Ồ, 97 mà 97 hả. Bây giờ qua bên đây để coi. Ồ, mấy con này mấy con cực cao mà căng dữ ta. Ồ, không được rồi, mấy này cao quá. Tiếng của mấy con 94, 95 á, 97 thì để mình trên cái gói cái lựa chọn này nè. Để mình lấy nè. Để mình lấy điểm hiệp phụ á, điểm phụ á, thúc kèm hiệp phụ á. Đó, để mình kiếm mấy con ngon chơi. Redlist nè, Redlist cho lên đường. Cái chỗ còn Redlist này ám. Redlist cho lên đường. Đó. Ok anh em, giờ còn gì nữa không ta, còn gì nữa không ta, vô đây coi có gì, có gì mở cho chơi cho anh em không đó. Thì nói chung là cập nhật FC Mobile 25 này thì mấy sự kiện này chơi cũng chả có gì nè, chán thật sự luôn á, cũng không có gì để chơi nhiều anh em đó. Mấy này là chơi xong mở này, xong chơi mấy trận đấu rồi hay giờ đã kêu game hết rồi. Mấy phần là trung tâm bóng đá cũng không có gì chơi nhiều anh em. Mở vài phát này coi có hên không, kiếm con nào coi hên không đấy, coi được gì không đấy. Thì đã quý anh em cũng được anh em, vô anh em tiếp tục đấy, tiếp luôn để kiếm coi có con nào có hữu không. Y đã quý nữa. tiếp rồi gì đâu đấy, đã quý nữa anh em, ngon. Mở hết anh em, mở coi có gì không. Mày là chơi láng cái gạt này coi có gì không. Được cầu thủ là ngon không. Đấy. Ê, coi. Tiếp. Nãy giờ không được cái phát nào cầu thủ ta. Đấy, đã quý nữa. Còn được hai phát nữa nè. Để coi như thế nào đây. Đáng cầu thủ thôi. Đừng hầm đi. Trời ơi, đã quý nữa. Bất phát đường hầm rồi, đường hầm nha. Đường hầm không? Trời ơi, rồi điểm huấn luyện rồi. 11 rồi, còn 4 lần nữa là mình được con 9700 nè. Ngon. Đây nè. Đây, tiếp tục anh em. Kiếm phát coi có con nào ngon chứ không? Vô, tiếp luôn. Thành rồi, 10 lần rồi được rồi. Đấy, cầu thủ con ngon coi, 99 cũng được. Xong rồi. Ôi ôi, hôm nay là một ngày đen rồi em ơi. Vô phần giảm giá chích nhoáng thôi. Ôi này mình quay hết rồi. Không có được cái nào là ngon hết á. Quay hết rồi. Ôi, không có gì hôm nay của hoàng đen rồi em ơi. Vẫn như mọi ngày rồi, vẫn đen như mọi ngày rồi. Oh man. Hình như cái hạt này không biết mình quay được con gì nhỉ. Để coi, được con gì không. Đầu sự kiện cho được con gì không. À, được con em. Được con Balovic, đúng rồi, con này Balovic nè, CDM Baye nè, được con này. Ôi, được con này, không biết được con này. Hôm nay nói chung là hơi bệnh anh em, nên không có con gọi là sung sức, không sung nữa. Nên không cảm ơn, hơi bệnh, ráng quá, không biết cho anh em. Nó được con là top deal nè, 99 nè, nó đầu sự kiện giờ được 2 con rồi, mất 2 con ngon rồi. Vẫn chưa được con nào trên 100 hết, 101, 102 gì đó mới ngon. Thì ok anh em, nói chung là mở clip thì chơi vui vui thôi, mà vẫn chưa được khai anh em ơi. Thì bây giờ tiếp tục mình xem clip của anh em đi, lấy vé lại ngày mai mà bắt tiếp em. Tiếp tục luôn em, mà mở tiếp, để nó mỗi ngày mở chơi vui anh em. Ok anh em, bây giờ vô xem clip của anh em ha. Clip đầu tiên. Vô, đây 3.000 gen nè. Anh em rất là nhiều 3.000 gen, hên lắm nha. Hên lắm luôn đó, đầu sự kiện cho anh em hên nhiều lắm. Để xem như nào. Để coi hôm nay coi lấy vé tiếp đi. Ngày nào cũng lấy vé anh em. Ngày nào cũng lấy vé mà chưa hết luôn đó, hết luôn đó. Vô nè. Đây. Xem như là đây. Vô. Đó, vô rồi.
Ấy, có gì? Mời anh, Esther, Tottenham Hotspur, có gì? À, Solaki anh em ơi, con này cũng được anh em, mà đã over 100 được rồi, kệ nó over 100 là ngon rồi. Tiếp tục, chắc có 3 ca gen luôn rồi anh em, 3 ca gen luôn đó. Họ để coi như ở đây. Như thế nào đây? Vô. Ấy. Vô nè. Có gì? Hà Lan anh em. ST. Ấy, Van Nistelrooy anh em cũng được ở đây 102. Cũng được. Nhưng mà con này nghe nói như trên có 3 năm thì phải, mình chưa coi chỉ số nữa, như trên 3 năm thì phải. Tí mình coi lại cho anh em xem ha. Ok, tiếp tục. Đấy. Ê, top S thì này còn top S đi. Ê, thì nè. Ê, Messi hả? Ê, Messi anh em. Có gì vậy? Messi 98. Con này còn có dạ không ăn được. À, gói 3.500 điểm nè. Trời ơi, nãy mình cốt 3 phát luôn mà không được con này ngon. Tớ tức thật chứ. Đây, tiếp tục. Euro, thì còn Euro ta, Pháp CB Icon, Flank hả, 99 đúng không? Đúng luôn anh em, như gói 3.500 điểm anh em ơi. Đúng không? Không phải, gói này 3.500 anh em. Ôi, 3.500 mà, ơi bán được, con này bán được. Trời ơi, con ta cũng bán được con gì. Oh man, tiếp tục. Rồi, đây. Đó. Có gì? Người anh tiếp. Cam. Ê, Bellingham anh em. Như Bellingham chậm lại mấy á. Trời ơi, ba ngon vậy, trời ngon vậy. Oh man, thơm. Nói gì vậy, Trời ơi, 3.500 điểm, trời ngon chứ coi. Bây giờ anh em ngon không, mình sao mình dở thịt chứ. Oh, ngon ghê ta. Vô luôn nè. Bị anh em ơi. CDM Chelsea thì bị trên con nào? À, Lavia, con này trẻ anh em ơi, trẻ. Rồi cũng được anh em. Tiếp. Team sinh Rival. Ê. Ô. Mèo anh em. Trời ơi, gì? Nói gì vậy? Hay gì? Thơm vậy. Quá thơm anh em ơi, thơm dở lắm anh em ơi. Ồ, thơm quá thơm anh em. Nói gì vậy? Bấm cho anh em biết coi nói gì. Ngon ta. Nên đi sao đi vô hả? Đi sinh đi vô là đá gói gì ta? Không hiểu anh em ơi. Gói này gói thơm quá, không biết có gì luôn đó. Đấy, hai con nữa kìa. À, hình như là đội điểm anh em, đội điểm. Trời thơm rồi ta. Hên dữ rồi ta. Hình như là đội điểm anh em. Đội điểm như mình nãy đó, 3.500 điểm á. Đội 3 lần, thơm hết, ngon. Ê, đội điểm nè. Rất là nhiều anh em, đội điểm hên lắm nè. Hôm nay đội điểm hên thịt, nhưng mà sao mình đen dữ ta. Nãy mình quên làm bùa nè, quên làm bùa, quá dở. Vô nè. Đấy. Nhiều neo hết dữ ta, mình không được con 100 luôn em. Neo 92 có 97 đâu chứ trời ơi. Ôi đen thật. Ngày mai làm ạc khác này, mình có bài ạc sao không phải là ạc khác. Rồi tiếp. Vô. Đó. Đấy. Có gì? Bộ rồi nha. CDM BG. Có nào ta? Ý, Paulinho nha anh em ơi. Cũng được anh em. Cũng được. Đây lạnh tới nè. 3.500 điểm token nè. Đấy, hôm nay điểm nhiều quá ta. Ngon không ta? Có gì? Brazil Lama Hero Diệp bắt tôi phải. Đúng không? Trời hên chứ ta. Dù là mà không xài nhưng mà vẫn hên nè. Là mà không xài gì nó cũng xài nhưng mà vẫn hên. 102 là ngon rồi. Hết rồi anh em. Trời ơi anh em mở cái điểm nó hên quá anh em ơi. Rất là nhiên anh em mở cái điểm hên ghê lắm. Sao mình đen chứ ta. Trời ơi. Đen thiệt. Coi có cái gì mở chơi cho anh em tiếp không. Hôm nay clip mình có ít quá. Quên. À, Family tôi mở cho anh em rồi nè. Đấy, Family tôi mở cho anh em vô chơi kìa. Đấy, Family kìa. Cũng như là bên La Liga thôi. Chọn con đục bộ vô đá rồi anh em ơi. Đó. Bây giờ thấy muốn Man City là thấy mạnh nè. Vô chơi Man City đi. Đó.
Thử thách chưa bắt đầu anh em ơi, chưa bắt đầu, chưa cho chơi anh em ơi. Tưởng mở rồi sao chưa chơi cái gì. Nè quen à, ô có gen đấy, có gen. Khoảng 100, 2, 3, có gen ở đó. Nó chưa cho chơi. Thì tùy ta. 19 giờ nữa nó mở khóa nè. Tưởng nó mở rồi, trời chưa mở anh em. La Liga thì mình đá được một trận rồi. Đá được một trận rồi. Mà đá mấy cái này mất thời gian mà cái điểm nó đổi cầu thủ không đá nhiều anh em. Thật sự là đậm chơi thôi chứ không chơi nữa. Để ngày mai mình làm một clip đánh giá về cái FC35 gì ta cho anh em ha. Anh em cùng chia sẻ với nhau ha. Thì thật sự thì nó qua cái nhiều cái khúc mắc, nhiều cái gọi là bàn luận lắm, thật sự bàn luận với nhau lắm. Thì ok anh em, hôm nay vẫn làm clip vui vui anh em. Tại vì nhiều lúc này bệnh nữa anh em, này bị cảm á, đau cổ chút nên anh em thông cảm nha. Nhưng vẫn đang cố gắng làm clip cho anh em vui vui mỗi ngày. Đó, thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký những kênh hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.